Những hình ảnh này có thể khiến bạn nghĩ mình đang ở Hàn Quốc. Thực ra đó là quán Seoul bên hông Hồ Tây với cái tên cực dễ thương, Aigu. Thật sự không biết Linh cảm thấy thế nào, nhưng mà đối với anh nhé, với cái thời tiết chớm đông của Hà Nội này, ngay cạnh view hồ và gió man mát khẽ lạnh mà có một nồi lẩu như thế này thì đúng là phải thốt lên hai từ Aigu luôn. Anh nghĩ là đó cũng chính là ngon hả? Anh phải thử luôn, ngon lắm. Hãy cùng đi lai dai với điểm hẹn cuối tuần tại Aigu vào lúc 18:30 thứ bảy ngày 19 tháng 11 trên Style TV.